Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 16: Tặng ngựa. Gió thổi trên dài lụa trắng che mặt, Hỏa Yến cúi đầu rất thấp. Nàng nghe thấy tiếng Hòa Vân Sinh bên cạnh hít một hơi dài, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Tiêu Đô đốc." Có lẽ là do gặp được anh hùng trong lòng, nên mới có thể tràn ngập chờ mong và tán thưởng như vậy. Tiêu đô đốc, sao ngài lại tới đây? Triệu công tử đứng trước mấy người hòa tuy thì vinh váo nhếch mép, nhưng đứng trước mặt tiêu giác lại như chó nhà vẫy đuôi mừng chủ, làm cho người ta muốn nôn. Người mua con ngựa này tiêu tốn bao nhiêu tiền? Thanh niên ngồi ở trên ngựa bình tĩnh hỏi. Ai mua? Triệu công tử hơi luống cuống, nhưng vẫn là thành thật trả lời, 30 lượng bạc. Khóe miệng tiêu giác trùng xuống, sau một khắc, lấy từ trong túi thơm xanh đậm ra hai thỏi bạc, ném vào trong cỏ. Bọn họ lúc này mới nhận thấy rõ, vừa rồi có thứ bay vèo đến cổ tay triệu công tử, là một thỏi bạc nhỏ. Ngựa của ngươi, ta mua rồi, hắn nói. Triệu công tử cắn chặt răng nói không ra lời. Hắn định giết con vật này để cứu vớt một chút danh dự, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều có sự can thiệp của tiêu hoài cần. Đây là nhị công tử nhà họ tiêu, không phải là nhân vật có thể đỡ Upsilon.ng đến, triệu công tử đành phải nín cơn giận trong lòng, cười nói tiêu đô đốc không cần phải nói như vậy, nếu muốn con ngựa này nô tài đưa ngài là được. Không cần, hắn nói, vô công bất thụ lộc. Hỏa Yến thầm tán thưởng lời nói của người này, tiêu giác và nàng cùng là tướng lĩnh có người muốn giết ngựa, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Con ngựa này gặp được tiêu giác, coi như đã tránh thoát một kiếp nạn. Đang nghĩ đến đây, bỗng nhiên hòa vân sinh tiến lên trước một bước một mặt quấn quyết nhìn tiêu giác mở miệng nói đa tả phong vân tướng quân cứu ngựa một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp đúng là không tầm thường Hòa yến á khẩu không biết nói gì dù cho hòa vân sinh muốn cùng anh hùng trong lòng mình bắt chuyện cũng không nên nói như vậy hắn nói ra những lời nói như vậy làm cho người khác cảm thấy xấu hổ đã dặn dò phải đọc sách nhiều lên rồi nếu không thì sẽ bị người ta cười chết mất thôi nếu như bây giờ tiêu giác cười nhạo hắn thì làm sao cũng may hôm nay tiêu giác không mở miệng châm chọc ai cả ngược lại nhìn về phía hòa vân sinh một đôi mắt trong suốt hẹp dài sán lạn như sao thờ ơ nói ngươi ưa thích con ngựa này à hòa vân sinh nhìn một cái thành tê thật đáp thích lắm tặng ngươi đó hắn nói cảm tạ hả hòa vân sinh khiếp sợ hắn còn muốn nói chuyện thêm vài câu nhưng thấy tiêu giác đã cùng thiếu niên mặc áo vàng kia thúc ngựa đi về phía trước, không muốn ở đây thêm nữa, đành phải chạy theo mấy bước rồi mới dừng lại, mất mát nhìn bóng lưng bọn họ đi dần xa. Hỏa Yến đi đến trước người hắn, đưa tay vẫy vẫy trước mặt, tỉnh táo không vậy. Hỏa Vân Sinh thu hồi ánh mắt, quay người A một tiếng, tên họ triệu đâu. Đi từ lâu rồi, Hỏa tuy liếc mắt, trông cũng cực kỳ chướng mắt bộ dạng ngốc nghếch của Hỏa Vân Sinh, lúc người còn mải mê nhìn tiêu nhị công tử ấy. Triệu công tử mặc dù không cam lòng đến đâu, cũng không dám gây sự phiền phức với tiêu giác, chỉ có thể cầm bạc nín giận thờ hồng hộc rời đi. Hòa vân sinh đi đến gần nhân vật suýt thì bị chủ nhân chém trước mặt, sờ lên đầu ngựa, vuốt ve tín vật mà người anh hùng lưu lại, nói đây là quà phong vân tướng quân tặng cho ta. Vậy ngươi dắt nó trở về nhà dâm cúng đi, lập một cái bài vị, hỏa yến hỏi. Hòa vân sinh tức giận nhìn nàng, người biết cái gì? vừa rồi nếu như không có tiêu đô đốc đi ngang qua con ngựa này đã bị cái tên họ triệu kia giết rồi tiêu đồ đốc quả thật là có cốt cách người thiếu niên thấy chuyện bất bình thì rút đao tương trợ dừng 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 hòa yến cắt ngang lời nói của hắn nói chuyện khác đi nàng thầm nghĩ hòa vân sinh quả thật là con nít xanh không biết nhân gian hiểm ác cái tên kia tiêu hoài cần không phải là kiểu người gặp chuyện bất bình thì thành hiệp khách người này vô tình tàn khốc yến yến sao con phải đeo khăn che mặt thế kia Hòa tuy một mực không mở miệng rốt cục cũng tìm được cơ hội nói chuyện, còn nữa, làm sao con biết cưỡi ngựa. Lúc nãy thực sự là hù chết ta rồi, sau này không thể lỗ mãng như vậy được. Nếu con xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể nhìn mặt mẹ con nữa đây? Hòa tuy nói chuyện với Hòa Yến so với Hòa Vân Sinh thì nói nhiều hơn một chút. Gần đây con có học được một kiểu trang điểm mới, trong kinh thành gần đây lưu hành kiểu che rèm đi ra ngoài, trông thần bí đẹp mắt hơn. Hòa Yến ra vẻ chứng chặt đàng hoàng nhưng thật ra là nói năng bậy bạ, phụ thân cảm thấy như vậy không xinh đẹp sao. Hòa tuy, xinh xinh xinh, đẹp cực kỳ. Hòa vân xinh liếc mắt, lấy cơ vụng về như vậy mà hòa tuy cũng chịu tin tưởng nàng. Hòa tuy đương nhiên là tin tưởng, hắn không hiểu rõ những trò chơi yêu thích của phái nữ, chỉ biết là hòa yến luôn luôn thích ăn mặc đẹp học trang điểm, theo trào lưu người ta yêu thích cũng là bình thường, Huống chi hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc đứa con gái kiêu căng yếu đuối của mình sẽ đi đánh bạc rồi lại đánh nhau, chắc chắn là do người khác nhìn lầm rồi. Về chuyện cưỡi ngựa thì, con học được trong lúc giao lưu bè bản, cũng chỉ biết mấy chiêu như vậy, sau này phải luyện thêm một chút mới được. Hỏa Yến Hàm Hồ nói Bên kia, tiêu giác và thiếu niên mặc áo vàng chính cưỡi ngựa hướng đi từ võ đài ra ngoài. Vừa rồi đúng là đúng là vui mà, thiếu niên mặc áo vàng cười hì hì nói cậu à người có nhìn thấy không cô nương kia nhân lúc cưỡi ngựa vụng trộm động tay chân tên họ triệu bị té ngã đúng là chơi rất vui tiêu giác hờ hững không phản ứng thật ra hắn đã thấy được đúng lúc hai người bọn họ từ bên ngoài vào đi ngang qua thiếu nữ kia động tác nhanh nhẹn thậm chí vừa rồi tên họ triệu muốn giết ngựa nếu như hắn không mở miệng thì đối phương cũng sẽ ra tay tay nàng đã sờ đến cây côn bọc thép phát bên hông rồi đáng tiếc là nàng cứ một mực cúi đầu không thấy rõ nàng dung nhan thế nào. Thiếu niên mặc áo vàng khua tay một cái, hay là bây giờ chúng ta quay đầu đi, hỏi nàng họ gì tên gì, có lẽ sẽ nhìn thấy rõ tướng Mạo Trăng. Vậy ngươi đi đi, tiêu giác không hề bị lay động. Khó mà làm được, nàng vừa nhìn thấy cậu đã ngại ngùng cúi đầu xuống, nhất định là vì dung mạo của cậu chấn động nên mới xấu hổ. Thật ra con cảm thấy gần đây các cô nương thú vị trong kinh thành xuất hiện không ít, mấy ngày trước mới nhìn thấy ở túy ngọc lâu có một cô nương lấy một địch người hôm nay đã nhìn thấy một cô nương khác đến võ đài cưỡi ngựa trên đời nhiều cô nương tốt như vậy tại sao lại không có ai thuộc về ta đây thiếu niên mặc áo vàng nói đến đây lập tức đấm ngực dẫm chân thở dài thở ngắn đứng lên tiêu giác bình tĩnh nhìn nhìn hắn trình lý tố nếu như ngươi vẫn không chịu câm miệng ta sẽ đưa ngươi trở về nhà họ trình không muốn trình lý tố ngay tức khắc ngồi thẳng người người là cậu ruột của con không thể thấy chết không cứu con bây giờ chỉ dựa vào mỗi người mà sống hai người đang nói chợt thấy phía trước giàn binh khí không xa lắm có mấy người đang đứng cầm đầu là một công tử áo lam thân hình gầy gò tựa như trích tiên hắn mỉm cười nhìn về phía mấy người bọn họ cũng không biết đã đứng ở nơi này bao lâu nhưng đứng ở nơi này nhìn tới vừa rồi mọi chuyện xảy ra trên võ đài cũng coi là thấy được hết tất thảy không phải tứ công tử của Thạch Tấn Bá Quý Phủ đây sao? Trình Lý Tố thấp giọng nói, sao hắn lại ở chỗ này? Tiêu giác không trả lời, con ngựa dừng bước lại, Trình Lý Tố lại lộ ra nụ cười nhiệt tình thường thấy, không phải tử Lan Huynh đây sao? Tử Lan Huynh sao lại đến võ đài thế này? Đây là con thứ tư sở chiêu của Thạch Tấn Bá. Đi linh tinh ấy mà, vừa văn đi ngang qua đây, không nghĩ tới lại gặp được Tiêu Đô Đốc và Trình Công Tử. Sở chiêu mỉm cười, hai người cũng đi đạp thanh sao. Đương nhiên là vậy, mấy ngày nay trời xuân quá đẹp, không ra du ngoạn chẳng phải là phụ lòng thịnh cảnh hay sao. Trình Lý Tố cười ha ha, cười xong, lại thầm nói, nhưng nếu đi cùng cô nương xinh đẹp thì sẽ tốt hơn. Sở chiêu chỉ coi không nghe thấy, ý cười không thay đổi. Từ đầu tới đuôi, tiêu giác không nói cùng sở chiêu câu nào, chỉ thúc ngựa đi qua hắn, lúc đối mặt thì khẽ hất cằm. Đợi bọn họ đi qua, gã sai vặt của sở chiêu tỏ vẻ không cam lòng, cái người phong vân tướng quân này, thực sự quá vô lễ rồi. Sở chiêu lơ đánh, chỉ cười lắc đầu, ai bảo hắn là tiêu hoài cần chứ. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn đường đua vắng vẻ, tựa như nghĩ tới điều gì cực kỳ thú vị, khẽ cười một tiếng. chương 17, bạn đồng môn. Tay không đi võ đài, lúc trở về, trong tay đã nắm một con ngựa. Bỗng nhiên hiểu cảm giác tay không bắt sói, Hòa Vân Sinh nghĩ vậy, tranh thủ thời gian chửi thề mấy tiếng trong miệng, đây không phải là tay không bắt sói. Cái này gọi là anh hùng tặng cho. Phòng vân tướng quân trông vậy mà còn Tuấn Mỹ yêu nhã hơn lời đồn mấy lần, lúc nào hắn mới có thể biến thành người như tiêu nhị công tử. Hòa tuy nhìn sang hòa vân sinh, thiếu niên vẫn đang mơ màng, không biết tâm trạng đã bay đến nơi nào, hiếm khi được nhìn thấy thần thái sáng láng như vậy. Quay sang hòa yến, mặc dù nàng đeo mạng che mặt, nhưng dường như đang mang tâm sự nặng nề hai người một trai một gái bị làm sao rồi vậy? Trên đường về cũng không nói lời nào, chỉ suy nghĩ riêng phần của mình, Hòa Vân Sinh thì còn chấp nhận được, có thể là do Tiêu Hoài Cần đưa cho hắn một con ngựa, nhưng tại sao Hòa Yến cũng trầm mặc thế kia? Tiêu Hoài Cần tuổi trẻ tài cao, lại là bậc oai hùng lệ sắc số một số hai của đại ngụy, nữ nhi nhà mình không lẽ nào đã coi trọng người ta rồi chứ? Phải làm sao mới ổn đây? Mới giải quyết xong một phạm công tử, lại thêm một tiêu đô đốc, kinh thành có vô số phạm công tử, nhưng cả đại ngụy lại chỉ có duy nhất một tiêu hoài cần. Nghĩ đến đây, Hòa tuy thấy nhức đầu. Ba người mang tâm sự nặng nề về đến nhà, Lý thẩm bán đậu hũ sát vách tò mò nhìn bọn họ, còn lôi kéo Hòa tuy sang một bên, quan tâm hỏi, Hòa đại ca, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không, nhìn Yến Yến và Vân sinh hình như có tâm sự đấy. Hòa tuy một lời khó nói hết. Đến giờ ăn cơm, Thanh Mai đã làm xong cơm tối, mọi người ai cũng lo riêng phần mình húp cháo. Hòa tuy cuối cùng nhớ ra, chợt hỏi một câu, Yến Yến, các con hôm nay đến võ đài có chuyện gì thế? Hòa Vân Sinh thì thôi bỏ qua được, còn Hòa Yến từ trước tới nay không đến võ đài bao giờ. Hòa Yến lúc này mới bắt đầu thu hồi suy nghĩ, nói với Hòa Tuy là như thế này, hôm nay con đến để nói chuyện với cha, Vân Sinh đã đến tuổi cũng nên được đến trường. Ngày bình thường thì học chút công phu quyền cước qua loa, đến cùng vẫn không bằng được thầy dạy dỗ cho tốt. Bây giờ coi như chưa muộn, mùa xuân cũng là thời điểm vào học, cha thấy thế nào. Hòa tuy há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên vui mừng vì nữ nhi bắt đầu quan tâm tới em trai mình, hay là sầu muộn chuyện Hòa Yến nói đến làm hắn trả lời không được. Yến Yến, trước kia ta cũng nghĩ tới việc này, nhưng mà trước mắt. Còn thiếu chút bạc, hắn xấu hổ gãi gãi sau ót, có lẽ phải đợi thêm một chút, chờ phát lương tháng, ta gom góp một chút tiền. Nếu không như vậy, ông ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tên triệu công tử vì đã làm nhục mình hôm nay. Hòa vân sinh cúi đầu ăn cơm, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng, hắn biết rõ cha mình kiếm tiền không dễ, luôn cảm giác chuyện mình nói ra là bất hiếu. Chuyện khó mà mở miệng lời nói như vậy cuối cùng lại từ miên Hỏa yến nói ra, hắn nhẹ nhàng thở một hơi. Chuyện tiền nong không cần phải lo lắng, hỏa yến đứng dậy đi đến buồng trong, một lát sau mang ra một cái hộp trang sức nàng mở hộp trang sức bên trong châu báu ngân lượng lập tức làm choáng váng đầu hòa tuy và thanh mai đũa trong tay hòa tuy lạch cạch một tiếng rơi xuống yên yến đây là bạc ở đâu ra vậy vân sinh đi nhạc thông trang chơi thắng được đó hòa yến đối đáp trôi chảy hòa vân sinh phốc phun cháo ra ngoài hòa yến hòa yến trừng mắt nhìn hắn nói dối vẻ mặt cũng không thay đổi vân sinh rất may mắn lần đầu tiên đi nhạc thông trang đã thắng lớn. Còn đếm qua rồi, số bạc này trừ đi tiền nhập học, cũng đủ cho chúng ta dùng nhiều năm. Hòa Vân Sinh giật giật bờ môi, không nói gì. Hắn có thể nói cái gì đây? Nói người đánh bạc là Hòa Yến. Đừng nói Hòa tuy không tin, ngay chính hắn cũng không tin. Huống hồ ngày đó Hòa Yến còn mặc quần áo của hắn, người khác cũng chỉ nhớ được là một thiếu niên, thực sự là toàn thân có miệng cũng nói không rõ được. Huống hồ hắn nghĩ tới hôm nay Hỏa Yến đứng ra đua ngựa cùng tên họ Triệu, không khỏi cảm thấy trong lòng đã sinh ra chí hướng hào hùng. Coi như là hắn nghĩa khí đi, nỗi oan ức này, hắn chịu được. Hỏa Vân Sinh nói, đúng, là con đánh bạc thắng trở về. Cha, chúng ta cầm bạc này đi nhập học thôi. Hòa tuy bình tĩnh nhìn hắn, đây là con đi đánh bạc thắng thật sao? Đúng, lần đầu tiên đi sòng bạc đã toàn thắng. Chính xác, chính xác, Chính xác, Hòa tuy giận tím mặt, vỗ bàn một cái, nhặt tấm ván gỗ trên bàn đánh về phía Hòa Vân Sinh, người đúng là đứa con bất hiếu. Người dám đi nhạc thông trang. Cha người khổ sở tạo điều kiện cho người ăn mặc, người lại dám đi nhạc thông trang. Người còn cần mặt mũi nào không? Người xứng đáng với người mẹ đã mất của mình sao? Hòa Vân Sinh bị nện chạy trôi chết cha, không phải là bởi vì nhà ta quá nghèo nên con mới đi sao? Cha không nhiều miệng nói cho mẹ biết, mẹ làm sao mà biết được. Còn giảo biển, người từ đâu học được cái thói phóng đãng này, này thì đi sòng bạc. Hòa vân sinh, ta thấy ngươi muốn lật trời rồi. Hòa yến yên lặng co do một góc trong phòng, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mà cái nồi này để cho hòa vân sinh đội. Nếu biết là do nàng làm, hòa tuy quất nàng, nàng không cẩn thận đánh lại, đánh hòa tuy bị thương thì làm sao bây giờ. Thật đúng là đứa con bất hiếu. Một trận gà bay chó chảy, việc này cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. rốt cuộc hòa vân sinh vẫn phải chịu một trận đánh, coi như đem chuyện này cho lấp liếm cho qua. tiếp đó phải suy tính xem rốt cuộc cho hòa vân sinh lựa chọn nhà nào trong kinh thành để theo học. tốt nhất là chọn nhà có thể dạy võ, không thể quá kém cũng không thể quá tốt. vật học theo loài, người tụ theo bầy, lớp càng hiếu học thì càng là con em nhà giàu, khó tránh khỏi hòa vân sinh bị tiêm nhiễm chút thói xấu. hòa vân sinh ngồi ở trong phòng hòa yến cầm cái lược nhỏ gõ đế đèn trên bàn, nói chọn tới chọn lui vậy mà vẫn chưa được, đúng là đau đầu. Vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện trong vòng một đêm liền có thể quyết định. Hỏa Yến liếc nhìn hắn một cái, còn nhiều thời gian mà. Hỏa Vân sinh nhếch miệng, bây giờ ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi không biết kinh thành có trường nào tốt nhất sao. Ta lại không đi học, ta biết được cái gì. Hỏa Yến nói, quan đánh bạc ta thì may ra ta còn biết rõ. Hỏa Vân Sinh nói, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Hỏa Yến cười một tiếng với hắn, cảm ơn vì đã khích lệ. Nghĩ đến tối nay phải chịu trận đòn, Hỏa Vân Sinh biến mất trong tầm mắt, ném câu tiếp theo ta đi cho ngựa ăn rồi rời đi. Sau khi Hỏa Vân Sinh rời đi, Thanh Mai đem chậu nước rửa mặt bưng đi, Hỏa Yến thổi tắt ngọn nến, thoát giày lên giường. Cửa sổ không đóng, đêm xuân, thời tiết cũng không đến mức lạnh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tiến đến, tràn đầy ánh sáng dọi lên bàn. Nàng nhìn ánh trăng, liền nghĩ đến việc ban ngày gặp được tiêu giác. Nàng khi đó cực kỳ bối rối, chỉ sợ tiêu giác nhận ra mình, một mực cúi đầu xuống. Mãi về sau mới lấy lại tinh thần, nàng bây giờ đã không còn là hỏa yến kia nữa, lúc mặt đối mặt, tiêu giác cũng không nhận ra được. Hướng chi năm đó, nàng còn luôn luôn mang theo mặt nạ. Lần trước nhìn thấy tiêu giác, tựa hồ là chuyện trước đó thật lâu khi đó hắn còn không lạnh lẽo đạm mặc bằng lúc này, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, ngạo khí lại tàn mạn trên gương mặt thê thảm thời thiếu niên. Môi trường tốt nhất kinh thành, gọi hiền sương học quán. Hai đại danh tướng của đại ngụy bây giờ, phong vân tướng quân và phi hùng tướng quân, đều xuất phát từ nơi này. Tính ra thì, nàng và tiêu giác cũng từng có một năm tình nghĩa bạn đồng môn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 18, lần đầu gặp gỡ nhân gian truyền tai nhau phi hồng tướng quân và phong vân tướng quân thủy Hòa bất dung, tranh đấu không ngừng. Nhưng thật ra hỏa yến luôn cảm thấy, không đến mức hoa trương như vậy. Cùng lắm thì cũng chỉ là thiếu niên nhập ngũ, chiến công hiền hách, tuổi còn trẻ đã được phong ngự, khiến cho tất cả mọi người muốn đem bọn họ so sánh với nhau thôi. Cái khác chẳng qua là tin đồn, thêm mắm thêm muối, truyền tới truyền lui biến thành lạ lẫm làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chỉ ít trong lòng hòa yến của năm 14 tuổi, chắc chắn nàng không có nửa điểm đối địch nào đối với vị tiểu thiếu gia nhà họ tiêu này. Khi đó nàng giả nam đã nhiều năm, làm hòa như phi rất thuận buồm xuôi gió. Chỉ có một chút khó khăn, là đến cái tuổi này, con trai nên đến trường tập luyện đèn sách nam nữ khác biệt, nữ quyên có thể mời tiên sinh đến phủ dạy bảo, nhưng đàn ông con trai không được phép làm chuyện này. Nhà họ hòa vẫn muốn mời tiên sinh đến phủ dạy học, nhưng tuổi tác phát triển, truyền đi ra ngoài sẽ không dễ nghe. Người nhà họ hòa đến cùng vẫn cần mặt mũi. Thế là lề mà lề mề, cuối cùng vào lúc hòa yến 14 tuổi, người lớn trong nhà đã đưa nàng vào hiền sương học quán. Hiền sương học quán là ngôi trường nổi danh nhất kinh thành, người sáng lập từng là thái phó thời còn là thái tử của đương kim bệ hạ năm đó. Học quán dạy lục nghệ, các vị tiên sinh đều là nhân tài kiệt xuất trong chiều, tới nơi này học tập giống như viên ngọc quý nhất giữa những viên ngọc quý nhà họ Hòa tuy rằng có tước vị, nhưng so với những gia tộc bên trong hiền xương quán thì vẫn kém hơn một chút. Ai ngờ Hòa Nguyên Lượng không biết gặp được vận mệnh tốt gì, một ngày nọ trong lúc uống rượu ở quán rượu, gặp phải hai người đang nổi tranh chấp, thuận miệng nói giúp vài câu, lại giúp được một vị tiên sinh có tiếng ở hiền xương quán. Gần đây vừa đúng lúc mùa xuân đang chiêu sinh vào học, vị tiên sinh nọ lại nhớ đến đại phòng nhà họ Hòa hình như còn có một đứa đích tôn, liền đưa vào hiền xương quán một đường đọc sách hòa nguyên lượng do dự hồi lâu thương lượng việc này cùng hòa nguyên thịnh hòa nguyên thịnh luôn luôn truy danh trục lợi cảm thấy việc này chỉ được không mất nếu bọn họ đem hòa yến đưa vào hiền sương quán không chừng sẽ quen biết rất nhiều con cháu nhà quyền quý thân thiết với bọn họ đối với nhà họ hòa mà nói chỉ có điều tốt không có chuyện xấu nếu có một ngày hòa như phi chân chính trở về cái danh học sinh của hiền sương quán này giống như dệt hoa trên gấm vậy hòa yến biết được việc này cực kỳ vui vẻ. Nàng ăn mặc như con trai, nhưng ở hòa gia, vẫn phải dựa theo quy củ của nữ quyến mà làm việc. Không thể đốn giò, không thể xuất đầu lộ diện, đến cả luyện võ cũng phải che giấu người nhà len lén học. Nhưng nếu làm nữ nhi, thì cũng không xứng với chức vụ, người phụ nữ trong nhà họ hòa họ học cầm kỳ thư hỏa, nàng đang mang cái danh hòa như phi không thể nào cùng học với bọn họ. Tựa như là chuyện gì cũng không thể làm vậy. Thế nhưng học sinh ở hiền xương quán lại rất khác biệt, nghe nói nơi đó có rất nhiều tài nhân dị sĩ không ai là không có tài cán các thiếu niên đồng trang lứa cũng rất nhiều nếu như được vào học không chỉ có thể học được kỹ nghệ đầy mình mà còn có thể mở rộng vòng quan hệ đây là những điều mà nữ tử không hưởng thụ nàng bỗng nhiên cảm thấy mình có chút may mắn khi được thay thế hòa như phi vợ cả của hòa nguyên thịnh mẹ ruột trên danh nghĩa của nàng thật ra là bác dâu cả đem đến một cái mặt nạ được chế tạo tỉ mỉ giao cho nàng lo lắng nói, lần này con đi vạn sự phải cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho người ta phát hiện thân phận thật của con. Hỏa Yến gật đầu. Thật ra nàng cũng không thích mang cái mặt nạ này, mặc dù làm bằng bạc, trọng lượng rất nhẹ, nhưng kín không kẽ hở, chỉ lộ ra cầm và con mắt. Nhiều năm như vậy, nàng và mặt nạ bất ly thân, lúc ngủ cũng mang theo. Chế tác vô cùng cẩn trọng, có một mặt chụp lấy búi tóc từ bên trong, lắp cơ quan, cho dù đánh nhau cũng không rơi xuống, cũng chỉ có nàng mới có thể mở ra. Hòa đại phu nhân nghiêm túc cảnh cáo, "Nhớ kỹ, nếu con để lộ tày, toàn bộ trên dưới nhà họ Hòa sẽ gặp phải tai họa ngập đầu." Hòa Yến biết rõ, lời này đã nói ngàn vạn lần, tội khi quân sẽ liên lụy cửu tộc. "Con nhớ kỹ rồi." Hòa Yến cung cung kính kính đáp. Hòa đại phu nhân cực kỳ bất an đưa nàng đưa lên xe ngựa. Người ở bên ngoài nhìn vào, một màn này sẽ là mẹ con tình thâm nhưng trong lòng hòa yến, lại đang nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ngực đầy tràn tự do vui sướng. Nàng cuối cùng cũng tránh thoát được cảnh bị người khác quản thúc toàn thời gian, nhất cử nhất động phải ở trước mắt họ. Xe ngựa dừng lại ở cửa ra vào của hiền xương quán, gã sai vặt đưa nàng đưa xuống xe ngựa, chỉ có thể đứng ở cửa ra vào chờ đợi nàng tan học. Nàng đến qua sớm, tiên sinh còn chưa đến học quán, loáng thoáng có thể nghe được tiếng của đám học sinh đang nô đùa, đọc sách. Hỏa Yến bước một chân vào cửa, tràn đầy ước mơ. Ngày xuân, mặt trời mọc từ sáng sớm, đi vào bên trong học quán, trước mặt là một sân phơi đầy áp đồ, tiếp theo là một vườn hoa, tận cùng bên trong nhất mới là học đường. Sân phơi có chuồng ngựa, giống như là võ đài nhưng nhỏ hơn một xíu. Hoa viên được bày trí mười phần thanh nhã, bên cạnh hồ nước mọc lên một cây dương liễu tươi xanh. Trong vườn còn có một chiếc xích đu, gió lay động xích đu hơi rung nhẹ, Hòa Yến đưa tay ra rất muốn ngồi lên, nhưng lại không dám. Đàn ông con trai chơi đu dây, nói ra sợ rằng sẽ bị người khác chê cười. Cuối cùng nàng đành phải từ bỏ, tiếp tục đi lên phía trước. Cây liễu trong sân đang nảy mầm, một lùm sắc xanh như rót vào trong hồ, càng có vẻ sơn quang thủy sắc, ánh nắng ấm áp làm người buồn ngủ. Nàng rụi rụi đôi mắt, nhìn thấy trước mắt có một gốc cây sơn trà. Nhà họ hòa không thiếu quả sơn trà bạc, những năm này, Hỏa Yến cũng đã nếm qua quả sơn trà. Thế nhưng đây là lần đầu nhìn thấy trái sơn trà mọc chiếu nặng trên cây. Trái cây vàng ống giống như là bao hàm mật đường, tràn đầy hương thơm, ánh nắng chiếu rọi xuống mười phần mê đắm. Thế nhưng nàng cũng chỉ là thiếu nữ 14 tuổi, vẫn còn ham chơi, thấy tình cảnh này, liền nhớ tới hình ảnh ngày xưa bọn nha hoàn cầm cây trúc chọc đánh quả mận trên cây lúc mùa hè. Chỉ là đại thiếu gia nhà họ hòa sẽ không thể tự mình đập quả mận, nhưng bây giờ nàng đang trong học quán, hái một quả sơn trà sẽ không có việc gì đâu nhỉ. Con trai hái quả sơn trà, không tính là mất mặt được. Hỏa yến nghĩ đến đây, liền vén tay áo lên, chuẩn bị làm một chuyện mà nàng cho là lớn. Nàng xuất hành vội vàng, trên người trừ qua nhập học cho tiên sinh và sách vở giấy bút, không có những vật khác, ở đây bốn phía cũng không có gậy dài. Cũng may cây sơn trà nói cao cũng không quá cao, nhảy một cái, hẳn là cũng có thể với tới. Hỏa Yến liền nhìn chăm chú nhìn một chùm trái cây trước mặt, mọc ở nhánh cây đầu cành, chịu nặng, ánh vàng rực rỡ, làm say đắm lòng người đi hái. Nàng ra sức nhảy lên, vô hụt, thiếu một chút, Hỏa Yến không nhụt chí, không ngừng cố gắng, lại ra sức nhảy lên. Vẫn vô hụt, tính cách nàng từ trước đến nay vốn dĩ không chịu thua, thế là lại nhảy lên. Vẫn tiếp tục vô hụt, khi bại khi thắng, khi thắng khi bại. Cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, ngay khi hỏa yến đang mệt mỏi thờ hồng hộc, đột nhiên, nàng nghe được từ đầu bên trên truyền đến một tiếng cười nhỏ. Hỏa yến ngây thơ ngừng đầu. Cây sơn trà này cành lá rậm rạp xung xuê, nàng lại chỉ nhìn chằm chằm trái cây, hoàn toàn không phát hiện trên cây có một người đang ngồi. Người này không biết đã ở chỗ này bao lâu, tất cả hành động của nàng đã bị hắn thu hết vào mắt. Nàng dương mắt nhìn lên, ánh nắng rơi xuống dưới, đem gương mặt người này từng tấc từng tấc chiếu sáng đó là một thiếu niên áo bào trắng đi giày gấm, thân sắc lười biếng, có thể thấy được vẻ kiêu ngạo, hai tay gối sau đầu, một dáng vẻ kiêm gia ngọc thụ rực rỡ phong lưu. Hắn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt sắc khiến người ta rung động trái tim. Hỏa Yến nhìn đến mức ngây ngốc. Nàng chưa thấy thiếu niên đẹp như vậy trong đời, giống như toàn bộ xuân sắc đều chiếu ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên nàng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, cũng may mặt nạ đã che khuất khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng nhưng đến cùng thì tuổi nàng vẫn còn nhỏ che không được sự ngạc nhiên ngưỡng mộ trong ánh mắt thiếu niên tuấn mỹ kia liếc nhìn nàng một cái xong liền tiện tay kéo một chùm trái cây xuống tới đây là là muốn tặng cho nàng hỏa yến e lệ không ngừng thiếu niên bỗng nhiên xoay người nhanh nhẹn rơi xuống đất áo bào trắng làm choáng váng con mắt của hỏa yến nàng nhìn thấy thiếu niên cầm trái cây đến gần nhất thời lừ đừ không biết không biết bản thân nên nói cái gì. Nói là cảm ơn ngươi, hay phải nói là dung mạo của ngươi thật là dễ nhìn. Nàng căng thẳng đến mức quả thực muốn đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của mình. Thiếu niên kia chạy tới trước người nàng, bỗng nhiên cong môi lên cười một tiếng. Nụ cười này, giống như ngàn cây hoa nở, sán lạn như ánh nắng xuân. Hỏa Yến kích động nói, cảm ơn. Câu cảm ơn còn chưa nói xong, đối phương liền đi qua, người hắn cọ sát vào vai nàng. Hỏa Yến nàng quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên mặc áo bào màu trắng kia cầm mấy chùm lớn quả sơn trà vàng óng mới vứt xuống đất kia đi về phía trước, tư thái nhàn nhã, lại giống như đang chế diễu nàng tự mình đa tình. Hỏa Yến đứng tại chỗ, một hồi lâu tâm trạng mới ổn định lại, mới đi theo thiếu niên kia hướng về phía trong học quán. Nhưng mà nàng mới đi đến ngoài cửa học quán, đã nghe được bên trong có người nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, một thanh âm vui vẻ hỏi: nghe nói hôm nay đại thiếu gia nhà họ Hòa cũng tới học quán của chúng ta học cùng, Hoài Cần Huynh có nhìn thấy hắn chưa? Nàng tiến lên một bước, vụng trộm nhìn xuyên qua cửa sổ, liền nghe một tiếng người uể oải vang lên, đại thiếu gia nhà họ Hòa đâu không thấy, chỉ thấy được một tên vừa ngốc lại vừa lùn. Ngốc, vừa ngốc lại vừa lùn. Hỏa Yến trên đời này chưa bị ai chê như vậy bao giờ. Ngốc coi như còn chấp nhận được, lùn. Nàng lùn chỗ nào, với vóc dáng này của nàng, so với các thiếu nữ cùng tuổi bên trong học quán, phải nói là cực kỳ ưu tú. Hỏa Yến đang nghĩ xem là tên nào không có mắt mới có thể kết luận được những câu như vậy, vừa đào mắt, đã nhìn thấy người bị mấy tên thiếu niên vây vào giữa, ánh mắt hắn như là nửa không nửa có nhìn về hướng cửa sổ. Tựa như biết rõ rằng nàng đang dình xem hắn vậy. Bên trong phòng học truyền đến một chàng cười. Cỏ cây nhân gian, vô biên tình cảnh, xuân sắc xung xuê, rừng hoa tựa như gấm chuyện này xảy ra là lúc nàng và tiêu giác lần đầu gặp nhau. chương 19, kẻ phụ tình. Ngày thứ hai trời bắt đầu mưa. Hỏa Yến để cho Hòa Như Phi cầm chút tiền đi mời thợ tới sửa sang lại nóc nhà đã rách nát. Ngày xuân gần kết thúc, ngày mùa hè rất nhanh sẽ tới. Nước mưa càng ngày sẽ càng nhiều, phòng ở của nhà họ Hòa cũng chỉ có căn phòng này của nàng có thể miễn cưỡng coi là hoàn chỉnh. Trong phòng Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đều bày chậu đồng, dùng để hứng mấy giọt nước mưa vừa vào nhà, giống như là họ đang bày bán chậu đựng. Nóc nhà đã được sửa xong nhanh chóng, dùng đầu ngói xanh vững chắc. Hỏa Yến suy nghĩ một lúc lại đem chăn mềm gối đầu trong phòng thay đổi hết, cái cỗ thì lôi hết bông ra ngoài. Hỏa Vân Sinh bước vào phòng nàng, nói, Hỏa Yến, ngươi đến xem xem. Hỏa Yến không hiểu gì, thấy Hỏa Vân Sinh móc ra một trang giấy từ trong ngực, nói với nàng, hôm qua ta đã viết ra tên một số học quán trong kinh thành, hôm nay ngư có muốn cùng đi xem không? Bây giờ, Hỏa Yến hỏi, người muốn ta cùng đi với ngươi. Trên mặt Hòa Vân sinh hiện ra một chút vẻ bị vạch trần nên thẹn quá nhà hòn, quay lưng đi, ta chỉ là đến để nói với ngươi một tiếng. À, được, ta đi cùng ngươi, Hỏa Yến đáp, thiếu niên này tính tình kỳ quái, thôi thì coi như là đáng yêu, không có lòng dạ gì xấu xa. Chờ Hỏa Yến đi đến sân sau, trông thấy con ngựa hôm qua tiêu giác đưa cho hòa vân sinh đang núp ở nơi hẻo lánh hòa vân sinh còn dựng cho nó một gian chuồng ngựa giản dị nhà họ hòa khá nghèo nuôi không nổi ngựa trong sân sau chỉ nuôi gà vịt lúc này con ngựa xuất hiện chẳng khác gì quái vật khổng lồ con ngựa kia đang cúi đầu ăn cỏ cỏ khô được lau sạch sẽ ngựa thật chỉnh tề xem ra chính là do hòa vân sinh chuẩn bị thấy hòa yến dò xét con ngựa kia hòa vân sinh liền kiêu ngạo nói hương hương rất xinh đẹp Hỏa Yến suýt nữa đã nghi ngờ mình nghe lầm, hỏi hắn, ngươi gọi nó là cái gì? Hương hương, Hỏa Vân Sinh đáp lại rất đắc ý, ta đã nhìn hôm qua rồi, nó là một con ngựa cái, nếu như đã đồng hành cùng ta, ta phải cho nó một cái tên, hương hương cái tên này, nó nhất định sẽ ưa thích. Hỏa Yến, ngươi vui là được, đã nói Hỏa Vân Sinh đọc nhiều sách từ lâu rồi, Hỏa Vân Sinh cứ một mực không chịu nghe. Tiêu Giác thích bắt bẻ người như vậy, nếu biết con ngựa mình tiện tay đưa ra ngoài bị Hòa Vân Sinh lấy một cái tên như vậy, nhất định sẽ trở thành sự sỉ nhục của hắn. Hòa Vân Sinh không cảm nhận được điều đó, mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng vẫn ngăn không được sự vui vẻ của hắn, Hòa Yến cũng lười để ý hắn. Nhà họ Hòa trước đó không có ngựa, đương nhiên lại càng không có xe ngựa. Hòa Yến và Hòa Vân Sinh đành phải bung dù đi trên đường. Hòa Tuy sang sớm đã đi võ đài, hôm nay dậy sớm Hòa Yến nhìn qua một lượt Đêm trước máu bầm bên trong khóe miệng đã tan đi, thoạt nhìn không phát hiện ra, nên không đeo mạng che mặt, cứ như vậy đi ra ngoài. Để vậy ra ngoài cũng không phải là không có chỗ tốt, bây giờ thân phận nàng khác biệt, không có điều gì kiêng kỵ gì, nên cũng có thể quan sát kinh thành phong tình. Hỏa Vân Sinh viết trên giấy tổng cộng có bốn học quán, đều là tuyển chọn tỉ mỉ rồi mới ghi lại, Hỏa Yến cũng nhìn liếc qua, phát hiện đây đều là những chỗ có dạy võ. Như vậy cũng tốt nhìn dáng vẻ của Hòa Vân Sinh, dường như cũng không có ý định theo văn chức, đương nhiên, có thể đặt cái tên hương hương cho ngựa, hắn đúng là không có chút tố chất nào. Hai người vừa đi vừa nghỉ, vừa mua vừa ăn, dùng hết một ngày để xem xét hết bốn học quán. Hòa Vân Sinh và Hòa Yến cùng nhau thương lượng một chút, quyết định tìm một học quán gần nhà nhất. Học quán này có khá nhiều các vị tiên sinh dạy võ, công khóa cũng sắp xếp rất thích hợp. Ngày bình thường Hòa Vân Sinh tan học xong, còn có thể đi võ đài luyện binh khí. Học phí cũng không đắt, một năm một lượng bạc, Hòa Yến thắng được số tiền kia, đã đủ hắn học hành thoải mái. Hòa Vân Sinh mặc dù không nói, nhưng hiển nhiên nội tâm cực kỳ vui vẻ. Trên đường trở về, thậm chí còn hơi nhảy cẫng lên. Hỏa Yến đi ngang qua một tiệm may, nghĩ đến ngày đó ở nhà thông trang nàng đã xé nát quần áo của Hòa Vân Sinh. Nhân tiện nói, trước đó ta đã hứa may vá lại quần áo cho ngươi, nếu đã đi ngang qua đây rồi, chọn ngày không bằng chúng ngày, hôm nay may quần áo ở chỗ này làm đi. Quần áo của Hòa Vân Sinh phần lớn cũng là dùng đồ còn sót lại của Hòa Tuy, may may vá vá lại 3-4 lần, quần áo mới cực kỳ ít. Hơn nữa cũng không đi đến những tiệm may chất lượng tốt như thế này, nghe vậy có chút do dự, nói thôi được rồi, ta mặc cái gì chẳng được. Người đi học, ăn mặc không tử tế sẽ bị người ta lôi ra làm trò cười. Hỏa Yến lôi kéo hắn đi vào trong, thợ may là vị già nua, nụ cười hỏa ái, hỏi là cô nương này may xiêm y, hay là công tử này may xiêm y đây? May cho hắn, hỏa yến chỉ vào hòa vân sinh, hai mùa xuân đông, mỗi mùa làm hai bộ, tốt nhất là áo dài, vài chất lượng một chút. Phải thật đẹp đẽ, phù hợp với dáng vẻ thiếu niên này của hắn. Màu sắc không nên quá đậm cũng không cần quá nhạt, hoa văn có thể đơn giản cũng không sao. Lão thợ may cười tùm tìm nói, được. Người không may sao? Hòa Vân Sinh giật mình, đứng lên nói, ta mặc không hết đâu, nhiều lắm. Hòa Yến chậm rãi ngồi lên ghế giải thích cho hắn, tỷ tỷ ngươi, ta đây quần áo nhiều mặc không hết, ngươi làm sao có thể so sánh được. Dùng mạo người tuấn tú như vậy, không mặc đẹp, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích gương mặt này à. Hòa Vân Sinh mặt đỏ bừng lên, ngươi nói năng bậy bà cái gì vậy. Lão thợ may nghe vậy, ý cười càng ngày càng thân thiết, tiểu công tử, tỷ tỷ thực sự là yêu thương ngươi. Yêu thương sao, Hòa Vân sinh ngẩn người ra, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ nói chuyện thân thiết như vậy cùng Hòa Yến, bọn họ giống như hai chị em nhà lành trong thiên hạ. Nhưng mà, nàng đúng là đã giúp hắn không ít, nàng không nỡ dùng tiền bạc mà lại đưa cho hắn để may xiêm y, lại cho hắn được may nhiều như vậy, phải biết rằng, Hòa Yến vốn dĩ là một người ích kỷ. Hòa Yến cũng không biết được giờ phút này nội tâm của Hòa Vân Sinh đang ngũ vị tạp nham, nàng chỉ đơn thuần là mặc không quen quần áo của hòa đại cô nương mà thôi. Đồ của hòa đại cô nương thất tha kiểu diễm, kiểu dáng phức tạp kéo dài, đi hai bước nàng đã muốn dẫm lên mép váy ngã sắp xuống, không cẩn thận sẽ làm rớt cả váy xuống, hòa yến cực kỳ tuyệt vọng. Ngay cả lúc nàng làm con dâu cả của nhà họ hứa, quần áo cũng cực kỳ thanh nhã đơn giản, bởi vậy, quần áo của hòa đại cô nương tuyệt đối không thích hợp với nàng. Chớ đừng nhắc tới việc mặc những thứ đồ này đi luyện võ. Nàng muốn đi may vài bộ quần áo của nam tử để cho dễ dàng hoạt động, chỉ là tuyệt đối không thể để lộ trước mặt Hòa Vân Sinh, nếu không sẽ giải thích không nổi. Vậy thì đành phải thừa dịp Hòa Vân Sinh không ở nhà vụng trộm đi may rồi. Thợ may đang lấy số đo của Hòa Vân Sinh hòa yến tùy ý đi lại nhìn vài vóc một lượt, đang tính chọn cho Hòa Vân Sinh một vài loại vải tốt, đúng lúc này, bỗng nhiên có người gọi tên nàng. "Hòa Yến." Hòa Yến quay đầu nhìn người vừa gọi nàng là một công tử trẻ tuổi, ăn mặc cực kỳ hoa lệ phú quý, dung mạo cũng coi như thanh tú, chỉ là đáy mắt hơi có màu xanh đen, ánh mắt lờ đờ, lộ ra vẻ không có tinh thần lắm. Phía sau hắn còn có mấy gã sai vặt đi theo, thấy Hỏa Yến quay đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên tiến lên tới bắt lấy tay Hỏa Yến. Hỏa Yến như người, tránh thoát móng vuốt của tên kia. Hỏa đại cô nương ở trong kinh thành có vẻ như rất nhiều danh tiếng nhỉ. Hỏa Yến nghĩ thầm trong lòng, đi đến chỗ nào cũng đều có người quen, đầu tiên là vương Cửu quý, bây giờ lại đến một người nữa. Vì công tử trẻ tuổi thấy Hỏa Yến né tránh khỏi hắn, lúc đầu hơi ngạc nhiên, ngay sau đó trên mặt thức khắc hiện ra dáng vẻ thương tâm, đau thấu trái tim nói, nàng, còn giận ta, đây là ý gì vậy? Hỏa Yến còn đang bận nghi ngờ, thiếu niên bừng bừng khí thế như con nghé con ở bên cạnh đã lao ra như gió lốc, đứng chặn trước người Hỏa Yến. Phạm Thành, người còn dám tới đây. Phạm Thành, Hỏa Yến bừng tỉnh, thì ra đây chính là người trong truyền thuyết kia, Phạm Công Tử người đã phụ tình hòa đại cô nương. chương 20, không gặp. Hòa Vân Sinh đứng chặn trước mặt Hỏa Yến. Phạm Thành hơi kinh ngạc. Hỏa Yến và Hòa Vân Sinh đôi tỷ đệ này từ trước đến nay tình cảm hề không tốt, hắn biết rõ. Quen biết Hỏa Yến lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy nàng Hòa đồng thời xuất hiện với Vân Sinh bao giờ. Nếu như có gặp được thì cũng là lúc hai người đang cãi nhau. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này của Hòa Vân Sinh, không giống như là cãi nhau với Tỷ Tỷ mình, ngược lại giống như là đang che chở Hòa Yến. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết rõ ràng? Trong nháy mắt hắn nhìn về phía Hòa Yến, thiếu nữ nhìn theo hắn, đôi mắt sáng lên, mọi thứ đều bình thường, không có bao nhiêu tình ý, nhìn không giống dáng vẻ dư tình chưa dứt với ai đó. Phạm Thành lại tiến lên một bước, vừa lo lắng vừa hỏi, ta nghe nói vài ngày trước nàng bệnh nặng một trận, không biết thân thể đã khỏe chưa? Có cần ta sai người đi mua chút thuốc bổ đưa đến nhà hay không? Nàng thích gì, ta thấy nàng hình như đã gầy đi một chút, ta thực sự không yên lòng. Thiếu niên này, dùng mạo cũng ổn, ăn mặc phú quý, tha thiết như vậy, nếu hòa đại cô nương thật sự ở đây, sợ đã sớm bị hắn làm cho cảm động dối tinh rối mù lên rồi. Hỏa Yến còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hòa Vân Sinh đã sợ nàng bị Phạm Thành dùng răm ba câu đánh động, nói vội, đừng nghe hắn nói năng bậy bạ. Người đừng quên đến tột cùng là ai làm hại người bệnh nặng, là ai đứng trước cửa ra vào nhà họ Phạm nói những cay độc lời kia. Người này là kẻ lừa đảo. Việc này Hòa Yến đã nghe Hòa Vân Sinh nói trước đó rồi. Hòa Đại cô nương biết được người trong lòng cưới vợ, muốn đến nhà nói lý, kết quả bị người hầu trong nhà họ Phạm ra đuổi ra khỏi cửa, ngay cả mặt tên Phạm Thành này cũng không thấy đâu, vậy nên nàng tuyệt vọng, đổ bệnh mãi không khỏi. Phạm Thành nghe vậy, trong lòng thầm trách móc Hòa Vân sinh nhiều chuyện, trên mặt lại càng bày ra vẻ bi thương, a à hòa, lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, việc hôn nhân là cha mẹ ta đã sắp đặt sẵn, ta không có quyền lựa chọn. Chỉ là ta đối xử với nàng thế nào nàng cũng đã biết được, cần gì nghe lời người ngoài châm ngòi ly gián. Người nói ai là người ngoài? Hòa Vân sinh giận dữ, ta là đệ đệ ruột của nàng. Người với nàng có quan hệ gì? Đừng có tỏ vẻ thân thiết. Hỏa Yến vỗ vỗ vai Hòa Vân Sinh, ra hiệu Hòa Vân Sinh tỉnh táo lại. Nàng nhìn về phía Phạm Thành, hành lễ nói, đa tạ Phạm Công Tử quan tâm, dân nữ thân thể dĩ nhiên không việc gì, trước đó vài ngày cũng chỉ là bị cảm lạnh nhẹ, đệ đệ tuổi còn nhỏ, nói lung tung mà thôi. Phạm Thành không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, ngơ ngác nhất thời không dám mở miệng. Đi qua đủ loại hồng trần đã hóa thành mây khói, Phạm công tử bây giờ đã cưới vợ thành ra, dân nữ thực sự không nên cùng công tử tiếp xúc quá gần, sẽ làm phu nhân thương tâm. Sau này mọi người cầu tạm về cầu, đường ai nấy đi, không cần gặp mặt nhau nữa đâu. Hỏa Yến nói ra những lời này với dáng vẻ cực kỳ quan tâm, không thèm thương tiếc cho mặt mũi Phạm công tử. Nhìn Hòa Vân Sinh, rất hài lòng với những lời mà nàng vừa nói ra, như đánh thắng trận trọi gà, đắc ý nhìn Phạm Thành. Phạm Thành quan sát tỉ mỉ Hòa Yến, Nói đến chuyện này, lúc hắn và Hòa Yến gặp nhau đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Gặp nhau trong hội đạp thanh đúng lúc nàng bị đau chân, phạm thành thương hoa tiếc ngọc cho người đỡ nàng một đoạn đường. Bình tĩnh xem xét lại, Hòa Yến sinh ra đã rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức gọi là tuyệt sắc. Loại người công tử ăn chơi như Phạm Thành, làm gì có kiểu nữ nhân nào chưa từng gặp qua. Hỏa Yến cũng chẳng qua là nhìn chúng ra thế bối cảnh của hắn, muốn một cuộc sống cẩm y ngọc thực miếng thịt mỡ đã đưa đến ngoài miệng ăn chùa thì ngu gì mà không ăn nữ nhân thần sắc đoan trang lý lịch sạch sẽ phạm thành nghĩ nạp nàng làm thiếp cũng coi như êm đẹp ai biết rằng hỏa yến trông vậy mà tâm thế kiêu ngạo chạy đi tìm vợ cả của phạm thành nói lý hắn làm sao có thể cưới con gái của một tên giáo ý cửa thành hỏa yến đúng là si tâm vọng tưởng chẳng qua vì để lừa nàng phạm thành đành phải dỗ dành một chút tặng nàng chút son phấn đồ trang sức không đáng tiền mới có thể làm nàng yên tâm vui vẻ nào ngờ có một ngày hỏa yến biết được chuyện hắn sắp cưới vợ đi đến phủ nhà họ phạm gây sự một trận người mà hắn cưới là con gái lớn thừa vụ lang nếu bị thừa vụ lang biết được không chừng sẽ phải hủy bỏ hôn sự này thế là phạm thành liền kêu hạ nhân nhà mình đuổi hỏa yến đi nghe nói hỏa yến lúc ấy vô cùng đau lòng đến mức muốn tự vẫn ở trước cửa phạm thành cũng chẳng quan tâm sau đó hắn vẫn kết hôn cưới kiều thê vào lòng tất cả đều thuận lợi. Sau đêm tân hôn, Phạm Thành vẫn tính nào tật nấy. Nhưng vị phu nhân mới của hắn tính cách mạnh mẽ hung hãn, quản lý rất chặt chẽ, hắn không được vào thanh lâu, cũng không được đi dạo kỹ viện, đến cả đám tiểu thiếp cũng do vợ mình đưa đến, lúc này, Phạm Thành liền nhớ tới Hỏa Yến. Tính tình Hỏa Yến khác hẳn so với phu nhân của hắn, nàng dịu dàng mềm mãi như nước, mặc dù thỉnh thoảng cũng đùa nghịch một chút, tuy nhiên vẫn rất đáng yêu. Phạm Thành cho người đi nghe ngóng tin tức của Hòa Yến, biết được Hòa Yến từ sau khi rời đi khỏi nhà họ Phạm, bệnh nặng một trận, sau đó tỉnh lại thì không còn một xa khỏi nhà nữa, cùng đệ đệ của hắn đến đối diện túy ngọc lâu bán bánh mận. Không ngờ hôm nay gặp được nàng ở đây. Hòa Yến dường như đã khác hẳn so với lúc trước. Nàng không còn nhìn Phạm Thành bằng ánh mắt nịnh nọt và dịu dàng như trước, mà bình lặng làm cho người ta kinh ngạc. Vẫn là khuôn mặt đó, vậy mà lại nhiều năng lượng hơn mấy phần, còn có một chút khí khái hào hùng mà vốn dĩ nàng không có cũng chính là khí khái hào hùng này làm dung nhan xinh đẹp của nàng trở nên khác biệt thậm chí khóe môi cười cũng làm cho người khác không nhịn được mà yêu giống như ve sầu thoát xác nàng quả nhiên vẫn còn giận ta phạm thành chán nản nói hắn chắc chắn hỏa yến vẫn còn tình ý với mình lúc trước nàng yêu hắn như thế làm sao nói buông là có thể buông chỉ cần nàng chịu nhận lỗi như lúc trước đưa nàng chút quà nhỏ nàng sẽ tha thứ cho hẳn. Dạng nữ nhân thế này, nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ tay lên trời thề, sẽ khăng khăng một mực chỉ yêu mỗi hắn. Hỏa Yến không biết trong lòng Phạm Thành đang suy nghĩ gì, nàng đã nói đến như vậy rồi, Phạm Thành tựa như nghe vẫn không hiểu. Nàng liền quay đầu lại hỏi lão thợ may, đã đo xong kích thước rồi sao? Lão thợ may gật đầu nói phải. Đây là tiền đặt cọc, Hỏa Yến đem bạc đặt lên trên bàn, lúc nào có thể làm xong sau 20 ngày sẽ may xong, quần áo mùa đông thời gian may sẽ hơi lâu một chút, cần một tháng hoặc hơn. Được, Hòa Yến cười nói, sau 20 ngày chúng ta sẽ tới lấy, mong là làm đẹp một chút, nàng chỉ vào Hòa Vân Sinh, người trẻ tuổi thích trương diện. Ai thích trương diện, Hòa Vân Sinh thẹn quá hóa giận. Lão thợ may cười không nói, gật đầu đồng tình. Hòa Yến và Hòa Vân Sinh cùng nhau đi ra khỏi tiệm may, chỉ khẽ gật đầu một cái với Phạm Thành, không nói thêm câu nào nữa phạm thành hình như còn muốn nói điều gì nhưng thiếu nữ kia đã dứt khoát rời khỏi hòa vân sinh quay đầu vụng trộm côi côi quả đấm đối với hắn ánh mắt cảnh cáo ha phạm thành cười lạnh một tiếng công tử hòa đại tiểu thư lần này đối với ngài gã sai vật cam giận bất bình không đáng ngại phạm thành vung tay lên nữ nhân mà tính tình nhỏ nhen mà thôi hôm nay Hòa yến và người trong quá khứ cực kỳ khác nhau người này bên ngoài tỏ vẻ xa cách ngàn dặm quả thực làm cho lòng người ngứa ngáy. Phạm Thành bỗng nhiên nghĩ, hắn hao tốn nhiều thời gian trên người hòa yến như vậy, thế nhưng trên thực tế cũng không lợi dụng được gì từ nàng. Sao có thể là nước đổ lá khoai được, nếu như hôm nay gặp được nàng ở nơi này, vậy ta sẽ không ngại nối lại tiền duyên, biến thành chuyện tốt. Phạm Thành lộ ra một nụ cười tiểu nhân đã toan tính kỹ càng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn